Có ai ở đây lớn rồi mà vẫn nôn tới Tết Trung Thu để được ăn bánh như mình không? Trung Thu năm nay không cần phải đi mua bánh nữa. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho mọi người một công thức làm bánh siêu dễ nha. Này mình làm từ hai loại nhân, đó là nhân đậu xanh và nhân sữa dừa lá dứa. Công thức cũng khá đơn giản. Nguyên liệu và định lượng chi tiết mình để trên video nha. Phần đậu xanh đã nấu chín mình đem đi xay nhuyễn. Sau đó cho phần đậu xanh và nhân dừa lá dứa xay nhiều lửa nhỏ cho đến khi cạn nước. Phần nhân đậu xanh mình cho thêm tí dầu ăn rồi xay đến khi nào nhân tàu khói. Vo viên không bị chảy nước là được. Phần lá dứa đã xem ráo nước, mình cho thêm bột dẻo vào và trộn đều. Dừa thì vo viên lại là được. Cái này tùy vào khuôn mọi người tính tỷ lệ phần nhân và phần vỏ nha. Ở đây mình dùng khuôn 50g. Dừa thì mình làm vỏ bánh. Công thức này mọi người làm bơ đậu phộng nhưng mình không có nên thay bằng bơ hạt điều. Mọi người cho dầu ăn, nước đường, bơ hạt điều, trứng gà vào âu, dùng phới đánh đều hỗn hợp. Tiếp tục cho bột mì vào trộn đều và để bột nghỉ từ 30 đến 45 phút. Bạn lưu ý đừng có trộn nhiều quá, nếu trộn nhiều vỏ sẽ bị chai và khi làm nó sẽ dễ bị bở và bị tách ra. Nói chung là lần đầu làm chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sai sót. Bạn nào mà chuyên làm bánh trung thu thì có thể góp ý thêm cho mình nha. Bước tiếp theo mình sẽ cán mỏng phần vỏ, nhớ là đừng cán mỏng quá nha. Đến bước bật nhân này quan trọng nè, bạn cần khéo léo gói làm sao để lượng thông khí giữa phần nhân và phần vỏ không còn. Giờ thì tạo hình cho bánh, ráp một ít bột chống dính vào khuôn, cho phần bánh vào, ấn khoảng tầm 10 giây thì kéo ra là có hoa văn như này. Xong rồi đem đi nướng thôi. Làm nóng lò trước khi nướng, vết một lớp dầu rồi nướng 140 độ trong 8 đến 10 phút tùy lò nha. Nướng lần hai thì vết một lớp lòng đỏ trứng, nhớ vết mỏng thôi để không làm mất hoa văn của bánh, để bánh của chúng ta có màu vàng đẹp. Bánh trung thu mới nướng mọi người đừng vội ăn, mà để khoảng 2 ngày để vỏ bánh ra dầu ăn sẽ mềm và ngon hơn nha. Nói chung là mọi người bắt tay vào làm ngay để dành tặng cho người yêu thương của mình nhé. Tại vì không có chiếc bánh nào ý nghĩa bằng chiếc bánh do chính tay mình làm ra, và không có chiếc bánh nào ngon bằng chiếc bánh do chính tay người yêu thương mình dành tặng cả. Chúc mọi người thành công và có một cái Tết đoàn viên thật vui với những người thân yêu của mình nha.